Vào sáng ngày 26 tháng 8, 540 máy thở MV20 đã được trao tặng đến 8 địa phương bao gồm Quảng Nam, Huế, Đà Nẵng, Cần Thơ, Đồng Nai, Tây Ninh, Lâm Đồng và thành phố Hồ Chí Minh để phục vụ cho công tác phòng chống dịch COVID-19. Sau lễ trao tặng thì đội ngũ bác sĩ chuyên gia của các bệnh viện đã được tổ chức tập huấn kỹ thuật và chuyên môn hướng dẫn sử dụng máy thở MV20 cho cán bộ y tế của 8 địa phương. Ghi nhận của khán giả Nguyễn Đình Ngọc qua số điện thoại 0388 và số cuối 784. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Lễ trao tặng máy thở MV20 tiếp sức các địa phương chống dịch COVID-19 có sự tham dự của đại diện Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, Sở Y tế các địa phương nhận máy thở, Văn phòng hai Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh, các sở ban ngành, chuyên gia, bác sĩ từ các bệnh viện. Máy thở MV20 được giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thành Long, quyền Bộ trưởng Bộ Y tế đánh giá cao, không chỉ đáp ứng nhu cầu điều trị cho các bệnh nhân COVID-19 nguy kịch phải thở máy xâm nhập, mà còn áp dụng cho các bệnh nhân suy hô hấp và chữa trị các bệnh hô hấp khác. Sau lễ trao tặng, đội ngũ bác sĩ, chuyên gia của các bệnh viện và công ty sản xuất máy thở hàng đầu Nhật Bản Mechan tổ chức tập huấn kỹ thuật và chuyên môn hướng dẫn sử dụng máy thở MV20 cho cán bộ y tế của 8 địa phương. Tại đây, các chuyên gia, bác sĩ và kỹ thuật viên hướng dẫn kỹ thuật chi tiết về máy thở Elixir MV20. Đồng thời, Hội Bác sĩ trẻ Bệnh viện Thống Nhất tập huấn chuyên môn cho các địa phương về cập nhật chẩn đoán COVID-19, hồi sức tim phổi bệnh nhân COVID-19, quản lý đường thở ở bệnh nhân nghi nhiễm COVID-19, quản lý lây nhiễm trong tiếp xúc và chăm sóc bệnh nhân COVID-19. Mà sau khi mà nhận máy này thì Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai sẽ ưu tiên lắp đặt cho những cái đơn vị mà tuyến đầu chống dịch, chẳng hạn như là ở khoa cấp cứu, khoa nhiễm, khoa hồi sức cấp cứu, khoa hô hấp là ưu tiên trước. Sau đó thì khi mà đầy đủ các máy móc thì sẽ dành cho những cái khoa nội khoa có phòng bệnh nặng, thì bởi vì cái chức năng sử dụng của máy này cũng khá đơn giản. Sau chương trình tập huấn, các cán bộ y tế của 8 địa phương đều nhận được chứng chỉ huấn luyện sử dụng máy thở MV20. Được biết đây là đợt trao máy thở thứ 2 của Trường Đại học Văn Lang cho Chính phủ Việt Nam và các địa phương.